Đây là trận chiến tàn dư khi giết hét to trong thành khiến cho lũ quân đội uống rượu có chất dịch của ông ta đều hóa thành Titan đần độn. Mục đích là tiêu diệt những kẻ rác rưởi nhằm bảo vệ cho Eren an toàn chạm vào mình để kết hoạch thủy tổ. Nào ngờ đó chỉ là một cú lừa của Eren, hắn ta lấy được thủy tổ, kéo hàng triệu con Titan tường đi càn quét thế giới. Giết thì chết trong tức tưởi, đám quân đội Titan đần độn không còn ai để điều khiển, bắt đầu chạy loạn cào cào cả lên bên trong Shigashina. Cơ mà hiện tại đâu còn bức tường để bảo vệ dân trên đảo. Nếu không giết bọn chúng thì chúng có thể chạy loạn vào tận bên trong thủ đô, tiêu diệt mọi dân chúng trong thành. Jin đã đứng lên lãnh đạo đoàn chính xác đi cùng mình tiêu diệt Titan. Cùng với những mũi lao sấm sét thì cuộc chiến này không còn quá khó khăn như xưa nữa. Bọn Titan bị nổ tung xác chết la liệt muôn nơi. Nhưng điều ngược lại là toàn bộ tướng lĩnh cấp cao đều phải hiến mạng cho cái cuộc chiến này. Ở bên kia đầu cầu, ông Sadis cũng cùng một mớ tân binh kéo bọn Titan đần độn về hướng pháo đài để cho đàn quân ở đó mặc sức mà tiêu diệt. Nếu cảnh này được lên anime thì đây là một trận chiến khốc liệt nhưng đầy đau đớn.